thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục của nhóm Game On. Cái nhóm này nghe cái tên thôi là thấy một cái sự trẻ trung, năng động, tươi sáng, hừng hực khí thế. Nhưng mà cái nhóm này sẽ mang đến tiết mục như thế nào đây? Hãy cùng đến với phần trình diễn của nhóm Game On. Nhóm mình thì được thành lập vào ngày 8 tháng 8, 2008. Lúc đó thì mọi thứ rất là khó khăn, không như là như bây giờ. Bởi vì nhảy vào thời điểm đó thì chưa được mọi người công nhận. Năm 2012 thì Game On được biết tới là một nhóm nhảy rất là thành công, rất là mạnh. Và lúc đó nhóm mình tham gia khá nhiều giải. Và tất cả những cái giải sau vài năm đó thì tụi mình đều đạt giải nhất hết. Tụi mình như là một cái làn gió mới, làm cho giới trẻ họ chú ý hơn. Trong đầu mình lúc đấy thì hình ảnh của mọi người nó tràn ngập. Cái năm nay nó giống như là mình đang khởi đầu một cái thập kỷ thứ hai của Game On. Đó vẫn là mục tiêu lớn nhất. Và song song với đó thì nhảy, ca sĩ, các màn trình diễn, event. Và tụi mình muốn thi ra nhiều các giải trong nước và ngoài nước nhiều hơn nữa. Rất là lâu rồi không có một cái chương trình nào nó lớn về thể loại nhảy team như thế. Cho nên lần này có thể là một lần trở lại khá là đặc biệt của nhóm, để có thể xuất hiện lại và cho mọi người thấy là Game On là một cái team như thế nào từ 10 năm trước và đến nay. Các bạn thử hình dung xem chúng ta sau 30-40 năm nữa thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Ừ. 30 năm nữa à? 30 năm nữa chắc mình nghỉ hưu ở nhà với mấy vật lộn với mấy đứa nhỏ. Mình thì chắc ở nhà nuôi mèo thôi. 30 năm nữa chắc mình chỉ tập dưỡng sinh thôi, mình hết sức để nhảy rồi. Không, sau 30 năm nữa chúng tôi sẽ như thế này. Mình em bước đi, ngày đó đã phai phôi rồi em cứ bước đi.
Vâng, thưa quý vị, trời ơi, một màn trình diễn rất là cưng. Harry có cái cảm xúc là nó sao ta? Nó có cái gì đó, người bề ngoài thì nó già, có thể là già, nhưng mà cái bên trong, cái tâm hồn của người ta thì vẫn còn rất là trẻ. Và Harry nghĩ là sau này Harry cũng sẽ như vậy mà thôi. Nói chung là Harry rất là cảm ơn các bạn nha. Mọi người có thể vỗ tay thiệt lớn không ạ? Vừa rồi là phần trình diễn của nhóm Game On. Harry, em nghĩ rằng lúc em già em còn nhảy được như vậy không? Trời ơi, em cũng sẽ nhảy đẹp cho anh xem. Đó, cái ông đứng kế bên em nè, cái giò ông rung kìa, thấy không? Đó. Vẫn diễn tới giờ phút này rồi nha quý vị, chưa có thoát vai luôn đó. Thêm một tràng pháo tay dành cho nhóm Game On. Bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi xem các bạn khán giả cũng là các vị giám khảo ở đây có cảm xúc như thế nào khi xem tiết mục này nha. Xin mời bạn trai mắt kiến đầu tiên nè. Em xin chào anh Nghĩa, chị Harry và các bạn khán giả đang có mặt ở phim trường. Nhóm Game On thì em cũng biết nhóm lâu lắm rồi, tại vì em có rất là thích nhảy, nhưng mà em nhảy thì không được cho lắm. Sao không nhảy được? Em muốn nhảy thì phải làm sàn bê tông, chứ mấy cái sàn này em hơi nghi ngờ chút. Chắc anh Nghĩa cũng giống y chang thôi, không khác gì hết đó. Harry ơi, Harry, dạ. Chúng ta cùng một đội nha. Dạ vâng, tiếp tục. Dạ. Do nhóm mình nó hơi đông á, cho nên là cái bối cảnh chung của mình nó chưa có được điều cho lắm, có những lúc nó lọt. Cái thứ hai nữa, cái tiết mục của mình tuy là các động tác nó đẹp, nhưng mà nó diễn ra một cách rất là suông, rất là đều. Nó không có điều gì đó gây bất ngờ cho khán giả. Trời ơi, ở đây người ta đang quá thân thành những ông bà già, mà bây giờ em muốn một cái gì bất ngờ, không lẽ ông bà già trồng chuối? Đúng rồi, và ông bà già nào mà nhảy đều hết từ đầu cuối thì sao được. Trời ơi, khán giả khó tính quá. Thôi không sao Harry ơi, khán giả mà người ta có quyền cảm nhận của riêng mình. Dạ. Và bạn ấy thì chưa thật sự thích lắm với những cái điều mà bạn ấy vừa chia sẻ trong tiết mục này. Chính vì thế, ổng không có bấm nút chọn. Dạ, bởi vậy. Bây giờ tôi hỏi một bạn khác đi, để tôi coi cái bạn nào mà màu xanh đi. Trời ơi, cái vị trí này đắc địa nghe. Ngồi không có ai cản tầm nhìn hết trơn trời đó, một mình một mâm luôn đó. Em thấy sao? Mình ngược lại cái bạn ở trên, từ lúc đầu mình nghe cái nhạc á thì mình rất là thích rồi. Và thêm một cái bất ngờ nữa, đó là các bạn tạo hình rất là dễ thương, mà mình cảm giác mình coi nó giống như là mình hướng tới tương lai của mình vậy. Rồi là cũng chúc mừng các bạn. Tức là ổng còn đang rất là trẻ, và ổng coi tiết mục này ổng tưởng tượng đến lúc ổng già, không biết ổng có nhảy được như vậy hay không. Cho nên là ổng bấm nút ổng chọn. Bây giờ hỏi thăm xem, hỏi một bạn nữ đi. Hỏi bạn một bạn nữ nha. Xin giới thiệu là mình tên là Thiều Thanh Yến. Rất là thích mấy bạn. Từ cái cách mà các bạn mặc đồ tới giày, dép và cả cái gương mặt và ánh mắt của các bạn. Tại vì vốn rất là thích người già. Em thích anh lắm. Trời ơi, ơi, thấy chưa anh đầy nghĩa. Em nghĩ là em thích anh nhất ở đây, tại vì anh già nhất ở đây. Trời ơi, Harry rất thích bạn Yến đó nha. Chỗ này khi mà dựng hình á, là thế nào bên chương trình cũng sẽ cho một cái mũi dao đâm cái ọt vô nè, hoặc là đóng băng này kia rồi xét đánh này nọ vô nè. Mọi người thấy là mình không bấm nút, không phải là tại mình không thích tiết mục này, mà tại vì cuốn quá, xong mình cứ mãi coi, xong tới khi mình nhìn thấy xung quanh mọi người bấm hết trơn rồi, mình không bấm kịp. Xin lỗi mọi người. Nè nè, bà lãng lắm nghe bà lãng lắm luôn nghe. Trời đất ơi, người ta có khúc đầu để bấm, khúc sau để bấm. Đúng bà rồi. Coi bà cuốn, thật là bà không thèm bấm cho người ta luôn. Không, lúc mà em thấy mấy bạn xỉu rồi đó, ý là em kiểu, ủa sao xỉu hết trơn vậy? Xong rồi em mới nhìn lại, em mới kiểu giật mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì tiết mục này. Dạ thưa quý vị, đây là cái vị khán giả mà mâu thuẫn nhất nha. Khen người ta ngút trời mây rồi đó, rồi cuối cùng bà không bấm nút chọn. Nổi điên với bà không? Anh tin chắc rằng khi khán giả xem tiết mục này, những người yêu thích các em nhất chính là các cô chú trong hội người cao tuổi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả bình chọn từ 100 vị khán giả giám khảo ở đây dành cho nhóm Game On là bao nhiêu nha. Điểm đây là điểm số mà các bạn khán giả ở đây đã bình chọn cho nhóm Game On trong 100 giây đầu tiên. Wow, vậy là cũng là rất là cao rồi. Nhưng mà mình vẫn còn 100 giây sau nữa, còn cao hơn nữa. Dạ, bây giờ 100 giây sau như thế nào? Tổng điểm mà nhóm Game On có được là 104,5 điểm.
Nhóm nào có điểm số cao nhất của đêm nay sẽ nhận được giải thưởng tuần trị giá là 20 triệu đồng. Ba tiết mục đầu tiên đã mang lại cho quý vị khán giả ba cung bậc cảm xúc khác nhau, hoành tráng và đầy sắc màu với Người Giấu Mặt, sâu lắng tình cảm với Thuận Sơn Hà, nhẹ nhàng đáng yêu với Game On. Người Giấu Mặt vẫn đang chiếm ưu thế khi điểm số đang dẫn đầu. Liệu có bất ngờ trong những tiết mục còn lại? Trước khi bắt đầu phần tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghỉ trong ít phút, chúng tôi sẽ quay lại ngay.